Chào cả nhà nha. Bảo Bảo làm cái clip ăn ốc nè cả nhà. Hồi hôm làm cái clip đầu đi bắt rồi, chắc này làm cái clip để ăn nha. Đang chuẩn bị chế biến nha. Mời cả nhà cùng đi chế biến ốc với Bảo Bảo nha. Này làm ốc ở nhà của ông Bảy Dụng Đường Tu nha. Hôm mấy thằng nãy thì sôi ốc cả đêm rồi. Có à, mất bắt ốc à. Bắt ốc nhóc không? Lấy rồi luôn hả? Lấy gì còn bằng cái nữa. Trở lại. Rồi rồi, okay, giờ bắt đi. Vô đây tao mất nữa. Ốc này nghe đồn đàn ông ăn không nên đó. Đúng rồi. Đàn ông chỉ làm thôi, đàn bà ăn. Đàn bà ăn hết luôn. Ăn đụng. Ăn chết là ai ăn làm gì? Mua áo 100.000 cái nè. Được á. Đẹp á. Mà nó bận nó cũng ở cái nữa. Giờ á. Phải biết gì con mua 2-3 cái rồi. Tới chừng giờ đi kiếm chưa có. Lâu lâu lại bánh cát bán á. Thiệt, phải gặp vậy mua vậy để mình đi nắng thôi rồi. Mời ship 2 lít dầu dừa. Đâu? Ở Bến Tre. Hello. Ủa dạ? Ủa dạ? Dạ hả? Hết rồi đó hả? Không sao đó. Nó làm tới 3-4 món rồi, nướng thì xào dùm lum người khác đâu rồi. Kêu nó kìa. Đây mày đừng bỏ dưới, bỏ vô thau rồi thằng nhỏ. Bỏ dưới điện thoại bắt công hết rồi. Ngồi đi chứ, ngồi. Tầm tính quá. Để vậy đúng không vậy? Để vậy sao luôn. Trời ơi, còn mặn dữ lắm, nội ơi, móc miếng gì ra luôn. Mà để nhớ đi, đâu không rồi. Chiên không hay để vậy? Chiên hả? Đây. Mày lấy cái đâu rồi? Mày lấy cái gì rồi? Lấy cái tô dưới đó, ai biểu mày. Đây là thằng chết nha. Lấy sạch rồi, rửa sạch rồi chuẩn bị ốp nghe cả nhà. Nhưng mà như đây chắc không đủ đã đâu. Thôi. Giống như là nhậu vậy. Có à, đây là ông Cường Chết á mọi người, ông mặc áo trắng à. Dạ. Lên đi, ông Tốt ảnh đưa cái hầm râu vô không à? Dạ. Rồi rồi ốp rồi để cái mỗi thứ chút không nói thinh gì tại. Ốp rồi để miếng đường, miếng muối, miếng bột ngọt. Tại vậy tôi kêu bảy ốp bán bóp. Trời. Ốp đại đi, ốp sang vậy. Rồi không cho miếng nước mắm thì sao ốp? À, rất là no. Cái này bột gì hả? Đó là bột ốp. Nướng đâu dùm kỹ coi. Có mà rồi sao mà bột nướng á. Ừ. Có cái này thơm tới chỉ rồi. Ừ. Nướng ngũ vị hương á. Cái này có bột và ốp nướng nha cả nhà. Cái này không có mua, cái này đi ăn xin. Ốc thì đi ăn món. Ốc thì đi. Ốc đi lụm. Lụm đêm hôm. Hết luôn không? Không, ít ít thôi, xương xương. Đó, cái này bị. Trời, biết làm mà không làm đi, tao quay chứ. Có chưa? Dạ chắc buồn không? Ừ. Trời. Đốt than rồi cả nhà ơi. Chửi có gì nói giác kêu bẻ. Có chửi thì giác nó nghe lo gì. Cái mẩy bay xào gì thơm dữ quý. Rồi. Muốn vừa thắng vừa mua mốt đốt ở ngoài thì tha hồn mà đốt. Ốc nướng màu chín lắm ơi Tiên. Ốc
đi ăn ấy rồi. Chỉ có nướng thôi nữa à, mà làm biến quá trời luôn. Trời ơi, này phải mua thịt bò gì thêm mới được than vô nhóc rồi. Ông coi con đi hứa vừa với người ta mà hứa không thành công rồi nè. Buồn bực thấy ghê, làm bữa nay cho nghỉ đã đời hụt tôi vừa. Đồng lời gì nó sụp người ta chịu gước ha. Đủ rồi. Tư đi câu cá rồi. Thơm quá rồi, quá thơm rồi. Thôi không lấy, không lấy đũa, chở nha. Không phép bà, nóng phép thế này, phép. Cái đó là ủ bụ đế là nóng lắm. Không phép mà. Tới người ta chín rồi chứ. Không. Hả? Không. Gì? Thôi uống cái đó là một con một ly nha. Đúng rồi, nửa ly, nửa con cũng được mày. Một con ly thôi. Nửa ly à? Đưa người sâu vậy đó, hấp sâu nghỉ. Ừ. Cũng tao còn. Hấp sâu là nửa sụa. Tao còn, nào giờ của tao tới số à? Đâu đến sau mấy con? Tao mười mấy con á. Trời. Bảy ơi. 4, 6, 8, cái gì à? 15 con. Đồ ốp thì ăn sinh, than đốt thì ăn mót, ốc thì đi lụm. Không có tốn tiền gì chứ mà còn hạ tiện nữa. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Than thấy ngon, không có gì thì ngon. Vậy giờ không gì tốn tiền mua bia nhậu đây. Đi còn mà. Ai mà nói mua bia chứ ông Năm dễ gì ông mua, không có nhậu đâu mà mua. Hụt đây nè, nó hụt con ấy nè. Không nhậu tao hụt. Ủa rồi không nhậu ông Hùng ai mà lấy tiền ông vậy? Anh em nhậu. Còn hơn người da nữa. Ông nhiêu đâu có 200-300 ngàn. Tu nghiệp chứ không? Gà chơi, người ta đá gà còn có ăn có thua à. Để đũa là lăn qua lăn lại gì nè. Tầm nóng gì. Cái gì chị nổi. Cái tôi nghiệp quá ha. Nước bị khô quá Cường ơi. Khô quá năng luôn rồi. Ơi, cái gì không trà luôn hả? Trà rồi. Trà rồi. Đũa đồng hoàng tao mới đem lên đó. Ừ, thấy xét không? Ăn cái mà dịch kinh thông luôn. Mày nghĩ cái gì vậy? Nghĩ nóc hả? Đâu dính vô đâu. Trời ơi có gì đâu. Rồi có làm màu chấm chưa? Chưa. Vô làm chấm đi. Chấm gì làm? Chấm muối ớt chanh được rồi. Muối ớt chanh được rồi. Không biết đâm muối nữa. Trời ơi có kìa. Không ai hôm ổng làm hết trơn. Vậy mà đâu có vợ. Không ai hôm ổng làm hết trơn. Ê cái chuyện cưới vợ không liên quan tới đâm muối. Làm chuyện khác được rồi. Đâu liên quan đâm muối. Cưới vợ không có liên quan tới đâm muối chứ. Cái là muối đơn giản mà không phải chết luôn. Cứ vợ chủ yếu biết chồng của khoai là cưới. Của khoai mà phải khổ đất rồi. Còn mà mới không biết chồng của khoai nên đi chuyển lắm đi. Nên vô bảo tàng á. Vô bảo tàng. Chưa, chào cả nhà. Ăn ốc đi. Ốc chín này cả nhà. Anh Năm Sung vẫn ăn ốc nha. Ngon không? Ngon không? Mùi vị sao? Ngon quá cả nhà ơi. Không mà ngon thiệt. Ngon. Mà này phải chấm nè. Này ngon, đứa chưa mặn không? Ngon cả nhà, ngon. Dài quá. Dài hả? Ốc này cà tưng luôn á. Nó tưng nha. Bà bậy bà kỹ quá, tối ngày bà bịch khẩu trang kín bít. Nó tưng á. Ở trong nhà mình có than bỏ nóng lá.
Điểm thật có lạ. Thằng em nó lấy nè, nó tâm mưa chanh. Nó mướt con nội ơi. Lấy chanh nhỏ thì có nước. Ngon thiệt hả? Rồi mồi chín rồi nè. Ủa ốc làm gì gấp lên đây? Rồi ốc xào hành nữa. Ủa thằng Khang nói nó làm gì nó vậy đó hả? Xào hành đó. Sao nó nghe xào lâu đâu? Xào lâu. Câu mới dính con à. Ngon cả nhà ơi, cái này chặt quá trời quên. Chọn mẹ đây quên. Ừ, đó đó. Chọn mẹ chắc thôi. Để chị quay cái đi em ơi. Trời, gọi đi. Cái anh mẹ đang ốc rồi, vô ngồi đi. Hôm nay nhậu cũng biết sao, bắt ghế. Có đồ hủ nữa cả nhà. Đâu ai nhậu ghế. Đậu mắm tôm cả nhà. Đậu mắm tôm mà thịt heo vậy hả? Heo em bảy chưa thiếu chả nè. Muốn đậu mắm tôm mà. Mần đủ đãi chả, mà vô kẹp điện không về đó. Có gì hả? Con làm cho ông cho, ăn nè. Sẽ theo quanh về à, nó hồi quả khóc rồi về nè. Khóc. Đợi vô mà vô không về khóc à. Tao nghĩ khóc. Khóc cái đầu mày. Má con ra chứ má. Trời ơi ăn đi. Dạ con lấy con. Đi bơm 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 bơm. Rõ đâu. Tao bơm 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 mẹ mày có. Ông muốn gọi gì đó. Uống bia không còn mấy bia uống bia mẹ đi. Ờ đem uống bia uống bia đi. Trời này uống bia mà. Ờ. Ủa thằng ăn sao bóp luôn vậy? Vậy, tao không ăn hả? Cái uống sao rồi. Nè, tôi sao cho rồi, tất cả con luôn á. Ủa, tao thấy hao mòn rồi đó nha. Chưa có nhậu hao mòn hả? Bên nó đủ lên đó. Đủ không? Bia còn khăn cậu, uống nữa, uống tao. Khăn hả mà nè. Không bia ngồi tao. Không bia ngồi tao. Uống nữa, uống nữa. Hồi nào ăn uống bia. Ôi, vợ ăn chung dữ hơn, chung biết đâu. Đi, ui, cũng làm đó nha. Trời lắng nha. Giữa đằng chơi cái đi nè. Gà tôi nuôi mà tôi không biết. Uống bia sướng chết. Nói ra mắt tụi như đông ngủ bánh. Hai hai đúng rồi nha. Bữa hồi lúc cô cũng về bia về đây. Mở cả nhà nghe bún đậu mắm tôm cả nhà. Hôm nay đi ăn chợ nhà chú Bảy tính ăn ốc không. Bây giờ có bún đậu mắm tôm làm luôn 2 bằng tháng luôn. Hôm anh em ba bắt ốc cực khổ. Giác này cũng làm cả ngày nha. Ăn chấm chung. Bạn ơi. Vô giác. Mắm tôm lỏng quá. Thử ngon. 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 Nhức mắt. Để không quen ở ngoài nhiễm miếng luôn nè. Nhiễm miếng, nhiễm miếng. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Nhiễm miếng, nhiễm miếng. Bảo Tùng đâu vậy? Còn ngoài giường á. Vô Bảo Tùng ơi. Vô chú Vinh. Ủa ông gấp bà hành, ông gói hay vậy? Ờ, gói vô luôn. Không có vợ mà đi ăn hành giá. Không nhậu một bé ra màu vậy, không bé mà không muốn. Không được, có được mình bỏ ăn rồi. Không cũng ngon quá. Cái Việt Nam nữa, ngon rồi đó. Thật ra ngon nhậu đó. Để mẹ mang rồi đó. Bay tới chuyện đâu đâu. Cái ngày bắt ốc rồi hồi hôm giác này có thành quả tốt đẹp nghe cả nhà. Là phải ăn cũng bài đó làm xương xương cả nhà ơi. Rồi ngon quá mà không có nhậu thì cũng buồn. Thôi quay lâu quá anh em ăn mắc cỡ lắm cả nhà. Bảo quay lấy cái kết của thành quả anh em làm cho cả nhà cùng xem nè. Vậy thôi cũng dài rồi, Bảo tạm biệt cả nhà nha. Quay quay lâu lâu chút ốc được. Bạc bạc rồi, ngồi ngoài quay. Ốc cái gì? Ốc ta kêu bốc bu vàng hả? Bốc bu vàng. Bốc bu vàng nhưng mà nếu mà chế biến rồi ăn cũng ngon lắm nha cả nhà. Ốc nước ngoài, ốc Tây, ốc Pháp. Rồi tạm biệt anh em ơi, cả anh em tạm biệt cả nhà ơi, nói mà nói ngược nữa. Wow. Chào cả nhà, hẹn clip ra cả nhà, giờ anh em đang quay quần vô mấy cái tô này. Tạm biệt cả nhà các em cường. Sai mồi rồi. Cười ngắn rồi. Mấy xứ mình không có, qua xứ người ta cười. Trời ơi, bên đây hơi bắt hồi nước lấy xe tải mà chở. Không mà thiệt nhiều dữ lắm. Trời ơi, rồi chúc cả nhà xem video của Bảo được vui vẻ nha. Mình đi bắt cái